Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp một bộ máy hoàn chỉnh, nhanh, tiện, lợi. Đây mình đã chuẩn bị đầy đủ linh kiện cho một bộ máy tính. Đây là main, phe trắng main, RAM, ổ cứng, chip, quạt, chip, nguồn và thùng cây. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp cho các bạn. Rồi, đầu tiên là mình lắp chip vào socket. Đây là socket. Main này là mình dùng main H110 của hãng Asus. Và con chip mình dùng là i3-7110. Chip này là socket 1151 nha các bạn. Bỏ chip vào chúng ta bỏ cẩn thận. Nó có hai cái lẫy ở trên nhìn rất là dễ. Rồi chúng ta đóng cái nắp cái khóa lại. Sau đó chúng ta gắm quạt CPU. Và chúng ta rút cái chốt lên, mở khóa. Rồi chúng ta để ý cái dây, cái đầu dây quạt fan CPU sao cho cái hướng phù hợp với cái cổng cắm dây trên main. Đó, đây nè, trên cái main nó có cái phần CPU fan đó, các bạn thấy không, ở trên đầu đây đó. Chúng ta quay cái hướng dây cho nó hợp lý, rồi chúng ta đặt quạt vào, có 4 cái lỗ cắm sẵn. Rồi nhìn chân cho khớp, sau đó chúng ta ấn từng nút xuống. Đó. Chân nào chúng ta bấm xuống nó kêu cái tắt là ok. Rồi sau khi gắm xong chúng ta lung lay cái quạt thử coi thử được chắc chắn chưa. Rồi chúng ta cắm cái dây CPU fan vào cái socket CPU fan. Rồi ok, là xong cái phần main và CPU. Bây giờ chúng ta tiến hành lắp nguồn và RAM ổ cứng vào thùng cây. Ok, bây giờ chúng ta tiến hành lắp cái nguồn và cái thùng cây. Cởi cái dây thùng ra. Rồi chúng ta đặt cái phần rắc cắm nguồn và công tắc nguồn ở phần lõm của thùng cây, thì chúng ta cắm dây đặt sao cho khớp. Và 4 cái ren ốc thì nó khớp với 4 cái ren của 4 cái lỗ trên cái cây để mình quặn ốc lên cho nó chính xác. Rồi bây giờ mình tiến hành cố định những cái lỗ ốc này. Rồi bây giờ là tới phần lắp men. Thì trước khi lắp men thì chúng ta lắp cái phe trắng của men, cái phe nhôm này. Mình để lắp vào cái công cụ cảm nhận này. Để nhẹ tay là nó vào thôi. Sau khi cố định chúng ta lắp men vào. Thì cái phần men này mình lắp nó phải hợp với cái phe. Tại vì mỗi men là khi mua là nó sẽ có cái phe đi cùng, cho nên các bạn thấy không, mình bỏ vào thì những cái cổng này nó khớp với những cái lỗ thiết kế sẵn này. Đó. Rồi sau khi mình bỏ vào nó khớp,
thì chúng ta cố định cái men. Thì men thường thường nó là 6 con ốc, các bạn nhìn vào đây nha. Có những men nhỏ gọn hơn thì 4 con, men này là 6 con. Rất dễ nha, cái này các bạn xem qua một lần là có thể tự mua đồ dài rác cho mình một bộ máy tính tâm lý dùng cho nhu cầu công việc hoặc là giải trí. Đây là bộ máy tính đơn giản, còn có những mấy bộ cây cho game cấu hình cao thì phức tạp hơn, nhưng mình biết được cái cơ bản thì mình cũng đã được lấy cái thùng khai thác thôi. Ok, bây giờ là tới phần lắp ô cứng. Rồi, ổ cứng thì đây là cái cổng SATA với USB. Đầu tiên mình cắm dây SATA vào trước. Đây là cáp SATA, cáp tín hiệu. Đó. Còn trên cái nguồn là chúng ta cũng có một cổng SATA dài hơn, gọi là cáp nguồn SATA để cắp nguồn cho ổ cứng. Rồi, ok, xong một dây tín hiệu và dây nguồn thì chúng ta cố định ổ cứng vào thùng thay. Vì ổ cứng SSD thì nó rất là nhẹ cho nên các bạn thích cắm ở đâu cũng mua được, mình tìm nơi đặt thích hợp là được. Nhưng mình thì mình đặt ở trên đây. Đó. Tùy theo cấu tạo mỗi thùng cây nha các bạn nè. Mình cố định lại. Rồi, như vậy là xong. Rồi mình gắn RAM. RAM thì chắc bạn nào cũng biết. NH110 thì nó chạy RAM 4 nha các bạn. Ở đây là dùng RAM KingMax DDR4 bit 2400 4GB. Rồi mình cắm RAM vào cái RAM. Các bạn nhớ để ý cái chiều của cái lẫy RAM rồi mình cắm cho nó chính xác. Không để ngược đầu là cắm là nó gãy chân RAM là toi. Cái RAM này cũng 600-700 ngàn chứ không có ít. Cái lẫy này nó kêu cái tách là ok. Rồi bây giờ tới phần mình cắm dây nha. Đây đây. Đầu tiên là cắm dây nguồn 900 m. Đây là nguồn 24 pin. Tức là nó có 24 lỗ. Thì trên men nó cũng có một cái sóc cắm cũng gồm 24 cái chân để mình cố định cái dây nguồn 24 pin này vào. Trên này nó có một cái lẫy nhựa đó, các bạn thấy cái lẫy dư ra. Và chúng ta cắm theo cái hướng trên đây này, nó cũng có một lẫy thì mình cùng chiều nó mình cắm vào. Rồi. Khác chiều thì mình cắm không bao giờ được rồi. Nhưng mà để ý cái đầu tiên thì mình định hướng nó nhanh hơn. Rồi. Cắm vào cho khớp hết rồi. Rồi tiếp theo là tới nguồn 4 pin. Đây là nguồn cho CPU, nguồn cho chip. Đây, đây là nguồn 4 pin. Thì nó cũng tương tự như 24 pin thôi. Trên cái men nó cũng có một cái sắt cắm. Đây. Rồi cắm vô. Rồi ok. Tiếp theo là tới phần cắm dây của cái thùng cây. Thì cái dây này là dây có ghi chữ audio, tức là dành để điều khiển hai cái cổng mic và loa ở trước, mặt trước của thùng cây. Còn ở đằng sau men nó cũng có, nhưng mà cái đó thì men điều khiển nên không cần cắm. Còn cái này thì nó của thùng cây cho nên mình cắm xem vào. Thì trên thùng CPU nó cũng có là cái chân của audio. Thì trên này các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy chữ audio mình cắm luôn. Cũng rất dễ nhìn vào là thấy được. Rồi tiếp theo đó là dây USB cho hai lỗ USB trước này. Đó. Có những cây xịn hơn thì nó có cổng USB 3.0. Ở đằng trước thì chúng ta cắm thêm cái dây USB 3.0. Rồi đây, trên đây nó cũng có cổng USB thì chúng ta cắm vào. Rồi. Bây giờ là tới những cổng dây điều khiển. Thì cơ bản là một thùng cây nó có một dây đầu tiên, đó là dây nguồn. Đâu ơi. Cái này nó không có. Để cho các bạn thấy rõ. Đó, trên này nó ghi là power. Đó, thấy chưa? Rồi cái này, trên men thì nó có một cái gọi là F panel. Thì dây power mình cắm sẽ trên phần power. Các bạn nhìn vào men là sẽ thấy. Tiếp theo là dây reset. Reset thì nó nằm dưới power. Đó là ok. HDD LED, tức là hai cái đèn led phía trước của thùng CPU nằm bên trái của dây reset. Và ở đây là power led cộng power led trừ, cũng là đèn led. Đó, hai dây này nó rời ra mình kết hợp lại. Thì dây cộng nó nằm bên trái của dây trừ và nằm bên trái của dây power. Ok, rồi, như vậy là xong. Còn tiện, à, còn một phần nữa là cái dây SATA. Lúc nãy mình cắm vào ổ cứng. Thì trên men nó cũng có một cái cổng SATA để mình nối ổ cứng với cái men. Đó. Đây này, những dây xịn thì nó có thêm cái kẹp bằng sắt này để nó giữ chặt hơn. Thì mình cắm vào cái cổng SATA trên men, cổng cuối ở dưới nó vẫn cũng có chữ L đang cắm vào. Rồi nghe cái kịch, thường thường cắm nghe cái kịch là xong rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm vào nguồn và màn hình để test thử là mình ráp có ok hay chưa.
Rồi. Okay, bây giờ mình tiến hành cắm dây. Thì đầu tiên mình cắm hai cái dây USB này trước. Đó là một dây là của con chuột. Cắm đâu cắm nào cũng được. Đây là dây của bàn phím. Rồi. Đây là cáp Vega. Thường nó màu xanh trên cái đầu, sau này cũng có màu đen. Rồi mình cắm vào cổng Vega. Nhớ đúng chiều hình thang của nó. Rồi. Đây. Đây là dây internet. Chúng ta cắm vào. Ok, cuối cùng đó là dây nguồn. Rồi cái này. Dây nguồn đây. Đây là dây nguồn cắm vào. Rồi. Ấn nút khởi động nha. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái mặt servo đã bay, tức là mình cắm nguồn đã thành công và mình di chuyển lên phần màn hình. Đó, như vậy là thành công. Thì tới đây chúng ta tiến hành vì lắp servo vào cái main mới cho nên nó báo các bạn thấy dòng new servo install và press enter to configure your system. Rồi bấm F1 để run setup. Run setup tức là vào BIOS. Như vậy là xong. Thì màn hình đầu tiên của cái này nó theo cái main. Đó, các bạn thấy không? ASUS H110 nó báo đó là dòng main. Tiếp theo là chip Core i3-7001. Rồi, tốc độ bao nhiêu đó. Tiếp theo là tới DRAM. DRAM thì 4GB DDR4. Và tiếp theo nữa là chuột phím. Rồi, dòng cuối cùng đó là ổ cứng. Ok, như vậy là xong. Chúc các bạn sau khi xem clip này thì sẽ tự setup được cho mình một bộ máy tính và tự ráp thành công. Cảm ơn các bạn.